Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Bộ huyện Hòa Vang, 20 tháng 11 năm 1945, 20 tháng 11 năm 2023, sáng nay lãnh đạo huyện Hòa Vang cùng các ban ngành mặt trận đoàn thể của huyện và lãnh đạo xã Hoa Khương đã đến dân hương dân hòa tại bia di tích chi bộ phổ lộ sĩ, tiền thân của Đảng Bộ huyện Hòa Vang ngày nay. Chi bộ phổ lỗ sĩ được thành lập vào năm 1939 với 3 đảng viên, Đến năm 1945, phong trào khởi nghĩa giành chính quyền ở Hòa Vang diễn ra sôi nổi, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo trực tiếp thống nhất trong toàn huyện. Trước yêu cầu đó, ngày 20 tháng 10 năm 1945, tỉnh ủy Quảng Nam triệu tập hội nghị thành lập huyện ủy Hòa Vang. Trải qua 78 năm thành lập, đảng bộ huyện Hòa Vang đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, góp phần kiến tạo dáng hình đô thị sinh thái giàu bản sắc. Tại lễ dân hương, lãnh đạo huyện Hòa Vang kính cẩn tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nguyện hướng sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng huyện Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025.